Xin chào tất cả mọi người. Đến với video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ một cái chủ đề không mới, mà hầu hết như là tất cả những người mà đặt lịch coi chỉ tay hay là tướng số đều hỏi về vấn đề này. Đó là vấn đề có hợp tuổi trong hôn nhân hay không. Nhiều bậc cha mẹ muốn hỏi cho con cái là: thầy ơi, tôi có đứa cháu này nó tuổi Thìn, thì cháu nên lấy tuổi nào là hợp nhất, nó đang quen đứa này có hợp hay không. Còn nhiều bạn trẻ thì cũng vậy: thầy ơi, con đang quen người nam tuổi này có hợp hay không, người nữ tuổi này có hợp hay không. Thì đến với video ngày hôm nay đây, mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái mẫu tuổi mà kết hôn thì dễ gặp trục trặc, để mọi người có thể tránh những cái tuổi này ra. Và mình cũng không muốn dài dòng nữa, sau đây mình sẽ chia sẻ những cặp tuổi đại kỵ rơi vào lục hại. Vậy ý nghĩa cái từ lục hại có nghĩa là như thế nào? Lục là 6, hại là sẽ tương hại, gây hại cho nhau. Có nghĩa là 6 cặp tuổi gây hại cho nhau. Trong cái quyển sách mình đọc được ấy, thì người ta định nghĩa đó là rơi vào lục hại thì việc chung sống giữa nam và nữ phải gây phiền lụy, khốn đốn, bệnh tật, tiêu hao, tù tội và có khi còn chết chóc nữa. Đấy, cái định nghĩa mọi người có thể nghe rõ không? Nghe cái lời mình vừa chia sẻ đấy, rất là xấu. Mình phân tích này. Thứ nhất là dễ gây phiền lụy. Phiền lụy có nghĩa là kết hợp với nhau, những cái cặp tuổi này chung sống với nhau không có được hạnh phúc, dễ gây lục đục, không có hợp tính nhau và rất dễ đổ vỡ. Tiếp theo đó là khốn đốn, bệnh tật. Có nghĩa là những cặp tuổi này ráp vào với nhau cũng dễ rơi vào cung bệnh tật, đau ốm, triền miên và tốn tiền thuốc thang. Và cái thứ ba đó là dễ tiêu hao, tiêu tốn tiền của. Có nghĩa là dễ bị phá sản khi những cái cặp tuổi này ráp vào nhau. Và dễ dẫn đến pháp luật, kiện thưa, lao lý, tù tội. Và nặng thì có thể dễ rơi vào số tuyệt mạng, có nghĩa là không giữ được cái tính mạng. Mình xin nhắc lại nhé, nếu những cặp tuổi mà rơi vào lục hại thì sẽ, thứ nhất là vợ chồng dễ lục đục, dễ khắc khẩu, không có hợp tính nhau. Không thì sẽ rơi vào trường hợp thứ hai, đó là sẽ một trong hai người sẽ hay đau ốm bệnh tật, tốn tiền thuốc thang. Và cái điều thứ ba đó là dễ bị hao tốn tiền của, dễ bị phá sản, làm ăn gặp thất bại. Và cái thứ tư, nếu trường hợp gia đình nào vô phước mà nặng quá đấy, thì rất có thể là một trong hai người là sẽ phải đi trước, cái tuổi thọ sẽ không được cao. Và sau đây mình xin liệt kê cho mọi người biết 6 cái cặp tuổi mà rơi vào lục hại để mọi người có thể tránh. Thứ nhất, tuổi Tý với tuổi Mùi. Ví dụ như là tuổi Tý là 1984 chẳng hạn, kỵ với tuổi Mùi là 1991. Hoặc tuổi Tý 1996 cũng kỵ với tuổi Mùi 1991. Cặp tuổi thứ hai đó là tuổi Sửu với tuổi Ngọ. Sửu ví dụ như là 1985 kỵ với tuổi Ngọ 1990. Cặp tuổi thứ ba đó là tuổi Dần và tuổi Tỵ. Tuổi Dần 86 thì sẽ thường kỵ với tuổi Tỵ 1989. Hoặc là tuổi Dần 98 sẽ kỵ với tuổi Tỵ là 1989. Cái cặp tuổi thứ tư đó là tuổi Mão và tuổi Thìn. Mão thì là 19, ví dụ là 1987 đi, sẽ kỵ với tuổi Thìn là 1988 chẳng hạn. Cặp tuổi thứ năm rơi vào lục hại đó là tuổi Hợi và tuổi Thân. Tuổi Hợi sẽ là 1983 ví dụ này, sẽ kỵ với tuổi Thân là 1980 chẳng hạn. Và cặp tuổi cuối cùng rơi vào lục hại đó là tuổi Tuất sẽ kỵ tuổi Dậu. Tuổi Tuất là ví dụ 1994 sẽ kỵ với tuổi Dậu là 1993. Đấy, trên mình vừa liệt kê đó là 6 cặp tuổi rơi vào lục hại. Thì mọi người hãy cố gắng để mà khi kết hôn hay chọn bạn tình hoặc là yêu ai thì cố gắng lên tránh vào những cái cung tuổi này để đỡ phải gặp những chuyện rắc rối sau này. Chắc hẳn sẽ có nhiều bạn sẽ hỏi mình và nói với mình là: thầy ơi, sao người chú của tôi hay là người gì của tôi hay là ba mẹ của tôi rơi vào lục hại nhưng mà tại sao vẫn ở với nhau, chung sống hòa thuận mọi thứ, không có những cái vấn đề mà thầy vừa nêu ra. Ông này nói tào lao, nói dóc, nói không đúng sự thật. Mình xin chia sẻ với mọi người luôn,
Những cái tuổi mà rơi vào lục hại vẫn chiếm khoảng, nếu trong khoảng 100%, vẫn chiếm khoảng 10% là sẽ không xấu như vậy. Lý do có thể là do cái phước đức gia tiên, phước đức tu tập của cặp vợ chồng đó, cái tuổi tác hợp đó nó lớn, thì người đó có thể dùng đức năng để thắng số. Nhưng đa phần cái số đông ấy đã rơi vào lục hại thì khoảng 80-90% đều xấu, đều rơi vào bốn thứ như mình vừa nói. Vợ chồng không lục đục thì cũng đau ốm bệnh tật, không đau ốm bệnh tật thì cũng hao tốn tiền của, dễ làm ăn phá sản lụi bại, không thì cũng kẻ đi trước người đi sau. Đấy, sẽ rơi vào bốn cái điều như vậy. Còn nhà nào vô phước nữa thì rơi vào cả bốn cái luôn, hoặc là từ 2-3 cái luôn. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Vì thế mọi người khi xem được video này, hãy biết chọn bạn đời cho mình, làm sao cho tránh được những cái tuổi này, để cho mọi việc nó được hanh thông. Đấy. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu bạn nào thấy video thật hay, hữu ích, hãy nhấn cho mình một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người nhé. Và cái video tới đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái tuổi mà lên kết hôn với nhau, lên tác hợp với nhau, những tuổi tốt, những cặp tuổi tốt nhé. Thôi, chào mọi người.